Chào các bạn, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn tiếp tục các bạn làm tiếp về một cái form nữa, đó là cái form về quản lý thông tin sinh viên. Nhưng trước thầy đã hướng dẫn các bạn cách làm MRI form và form quản lý danh mục. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục làm đến bài quản lý về thông tin hồ sơ sinh viên. Thì trên này chúng ta nhìn cái phần thiết kế nó gồm có thứ nhất là có một cái combo box dùng để liệt kê ra các cái danh sách lớp. Khi chúng ta chọn một lớp nào đó thì nó sẽ hiển thị thông tin các sinh viên của lớp đó xuống bên dưới. Đây là còn các phần này tương tự so với bài quản lý chuyên ngành, nó khác một chút là ở đây chúng ta sẽ có một trường mã lớp tương ứng, như vậy chúng ta sẽ có một cái combo để chứa tên lớp ở đây. Cái thứ hai đây là cái phần giới tính của chúng ta là kiểu bit, thì chúng ta sẽ đặt hai cái option box. Gender box là nam nữ, ngày sinh của chúng ta là kiểu ngày, nhưng mà chúng ta đang đặt giá trị có người có người không, cho nên tôi không muốn dùng DTP picker mà tôi dùng text box thôi. Thì nếu chúng ta dùng text box thì chúng ta sẽ phải viết những cái hàm để kiểm tra kiểu dữ liệu ngày, thì trước nữa chúng ta sẽ làm việc đó ở trong bài này. Đầu tiên là chúng ta sẽ thiết kế giao diện, thì đây là cái giao diện của chương trình. Thì khi thiết kế chúng ta vào, đầu tiên là chúng ta sẽ thêm một form mới vào này, add này, window form, sau đó các bạn đặt tên nhé, FRM bắt đầu, ví dụ như là sinh viên, tên này đi, add vào. Việc đặt các thuộc tính của form thì bài nào cũng như bài nào, các bạn lưu ý nhé. Thứ nhất là chúng ta chỉnh cái tiêu đề này là quản lý hồ sơ sinh viên. Rồi cái thứ hai là chúng ta đặt cái nó chạy ra giữa màn hình. Cái thứ ba là chúng ta chỉnh phông chữ về phông Verana. Đây là phông chuẩn cho nên mình chọn từ đầu luôn. Còn tùy các bạn làm cái phông nào cũng được, nhưng mà phần mềm là tôi đang để phông Verana cho nên tôi sẽ để phông đó. Tiếp theo là chúng ta chỉnh khung về preset để không cho phép thay resize khi mà chúng ta hoạt động. Không cho phép resize thì chúng ta sẽ hủy luôn cả hai cái hộp thoại Macmin đi. Như vậy là xong về phần thiết lập về thuộc tính form. Như vậy là xong. Bây giờ chúng ta sẽ thiết lập về các công cụ trên form. Đầu tiên, chúng ta đưa vào một label. Chọn lớp này. Sau đó chúng ta đưa vào một cái combo. Các bạn lưu ý với thầy là combo này ấy, là chúng ta lựa chọn. Do vậy các bạn đặt cho thầy cái thuộc tính của combo. Các bạn đặt cái thuộc tính drop down style này. Các bạn để về drop down list cho thầy để tránh người dùng có thể sửa chữa các thông tin trên đó, không cần thiết đến. Tiếp theo ở dưới là một cái data grid. Data grid. Tiếp theo ở dưới là một cái label để hiển thị tổng. Cái label này thì chúng ta sẽ căn chỉnh bên phải các thứ tính sau. Chúng ta cứ đưa ra các giá trị đầu tiên đã. Bây giờ chúng ta xem cái bảng sinh viên của chúng ta có những trường nào nhé. Để chúng ta thiết kế cái data grid này, như này chúng ta có thể một số cái thiết kế luôn đi, ví dụ như là chọn lớp này, đây sẽ đặt tên là CBO lớp, data grid view chúng ta đặt là DG danh mục đi, label thông báo. Label thông báo này chúng ta đặt auto size là false. Tiếp theo chúng ta đặt cái text align thì chúng ta đặt sang bên phải, đặt là top right. Sau đó chúng ta kéo rộng nó ra. Đó. Viết dấu chấm vào đây cho nó đỡ lạc. Rồi chúng ta sẽ thiết kế một cái label nữa đặt tên là thông tin sinh viên ở đây. Cái này chúng ta viết hoa lên. Cái phông chữ này hơi nhỏ thì các bạn tăng cái phông này lên. Phông đây. Một là các bạn mở rộng dưới này ra tăng ở đây. Hai là các bạn có thể bấm vào đây tăng nhìn cho dễ. Bot 20, 18, 18 thôi. Đó. Bây giờ chúng ta nhìn cái bảng sinh viên của chúng ta này. Bảng sinh viên của chúng ta thì gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trường. 7 trường.
Như vậy chúng ta sẽ thiết lập ở đây trên data grid như sau. Tôi sẽ để hai cửa sổ song song thế này. Các bạn nhìn nha, đầu tiên ở trên data grid chúng ta bỏ hết cái thuộc tính cho phép thêm sửa xóa đi, bởi vì chúng ta đang học theo cách sử dụng trên SQL, cho nên là chúng ta không cho phép chỉnh sửa trực tiếp. Còn nếu như các bạn làm với một số các cái hình thức khác và sau này làm thì các bạn có thể để thêm sửa xóa trực tiếp. Nhưng hiện tại bây giờ chúng ta đang làm trên SQL Server, và kết nối Insert, Update, Delete bằng SQL, thì chúng ta sẽ bỏ hết tất cả những cái thuộc tính này đi. Sau đó chúng ta bắt đầu thiết lập các cái thuộc tính cột. Ta thêm vào thứ nhất, cột thứ nhất. Các bạn đặt tên được, thực ra đặt tên thì nó sẽ dễ nhớ hơn, không đặt tên thì nó sẽ mặc định là column thôi. Đầu tiên là chúng ta có mã sinh viên. Cột thứ nhất. Cột thứ hai của chúng ta có mã lớp. Thì chúng ta đặt là lớp thôi. Thứ ba là chúng ta có họ tên. Thứ tư là chúng ta có ngày sinh. Thứ năm là chúng ta có giới tính. Đây là phái đi. Số điện thoại. Địa chỉ. Đâu lại. Rồi, trên đây chúng ta đã tạo được danh sách các cột và bên chúng ta sẽ đưa lần lượt các giá trị từ các cái trường ở bên dữ liệu này sang đây. Thì đầu tiên chúng ta đặt cái mã sinh viên, các bạn nhìn đây cũng data này, mã sinh viên chúng ta viết là mã sinh viên này. Rồi, lớp. Lớp các bạn lưu ý nhé, đây là chúng ta có mã lớp, cho nên là chúng ta vào đây chúng ta viết là mã lớp nhé. Tương tự như vậy, chúng ta có họ tên. Chúng ta có ngày sinh. Chỗ này chúng ta là gì? Là giới tính. Giới tính thì các bạn viết là giới tính, chứ không phải viết là phái như thế này nhá. Phái là cái column, tức là cái trên tiêu đề hiển thị thôi, chứ còn nội dung cái tên trường ở đây thì chúng ta viết đúng theo cơ sở dữ liệu của chúng ta. Ở đây là số điện thoại. Ở đây là địa chỉ. Rồi, và chúng ta có thể căn cái độ rộng cho nó hợp lý một chút, họ tên chúng ta tăng lên một chút. 130. Ngày sinh 120. Địa chỉ 200. Ok. Rồi, chúng ta đã thiết kế xong được cái phần data grid. Và chúng ta sẽ thiết kế lần lượt các cái text box để hiển thị chi tiết cả cái nội dung ra đây. Kéo lần lượt các label ra. Text box này. Rồi, copy. Họ tên này. Rồi lớp của chúng ta sẽ là combo, do vậy chúng ta sẽ để cách cái này ra. Mã họ tên trước đi. Đến lớp. Đến ngày sinh. Chúng ta sẽ đưa một cái lớp vào đây. Giới tính không có thì sẽ có địa chỉ. Rồi, 24. Số điện thoại nữa. Còn giới tính của chúng ta sẽ dùng radio button. Nam này. Nữ này. Đó là cái phần thiết kế thô. Sau đó chúng ta vẽ các nút lệnh ra. Chúng ta có các nút lệnh như là thêm, sửa, xóa, ghi không chẳng hạn. Đây là phần thiết kế thô, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu tinh chỉnh lại. Đây là mã sinh viên. Quên mã sinh viên với chúng ta tách chứ. Họ tên. Lớp. Tính.
số điện thoại, địa chỉ. Rồi chúng ta sẽ lần lượt đặt tên. Đây là TT, mã sinh viên. TT họ tên. CBO. Lớp. Lớp chọn này. TT ngày sinh. Đây là OPT nam. OPT nữ. TT số điện thoại. TT địa chỉ. Rồi cái này chúng ta chỉnh lại. Đầu tiên là chúng ta chỉnh cái thuộc tính check này, cho mặc định luôn luôn là nam đi. Nam. Nữ. Rồi. Đây sẽ là thêm. Sửa. Xóa. Ghi. Các bạn lưu ý tên các bạn cứ viết liền, đừng viết có dấu nhé, viết có dấu sau này theo dõi nó khó. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ thiết lập cái tab order. Với chúng ta thiết kế xong rồi, chúng ta thiết lập cái tab order để cái khi mà chúng ta chuyển tab nó sẽ nhảy lần lượt thông qua các cái vị trí là 1, 2 và 4, 5, 6. Thì các bạn đầu tiên các bạn ấn Ctrl A này, các bạn menu view này, các bạn chọn một tab order này, thì các bạn thấy là đây là cái vị trí mặc định mà chúng ta đang làm. Có thể là đang có thể là chuẩn sẵn nhưng cũng có thể chưa, do vậy chúng ta có thể thiết lập lại. Đây ví dụ 9, 10 này, 11, 12 thì ta đổi lại 0, 1, 2, 3, 4. Các bạn kích chuột vào đây thôi. Như vậy chúng ta thiết lập xong cái phần top order để di chuyển con trỏ khi mà chúng ta nhảy tab. Rồi tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái vấn đề xử lý đến code như thế nào. Đầu tiên là chúng ta sẽ cần phải làm gì? Chúng ta sẽ phải lấy nguồn cho các cái hai cái combo này, và chúng ta sẽ phải lấy đưa cái nguồn của chúng ta target, và chúng ta sẽ viết nhiều thủ tục mặc định như là gì, như là xóa trắng này, hay là những cái thủ tục như là gì, khóa mở để lock nó lại. Như vậy chúng ta sẽ viết hai cái thủ tục đó trước. Tôi viết cái thủ tục đầu tiên là cái thủ tục khóa mở chẳng hạn. Cái này thì cũng giống như hôm trước chúng ta làm thôi. Các bạn có thể xem lại cái phần bài quản lý danh mục. Thì chúng ta có CBO lớp này. CBO lớp thì enable sẽ bằng B. DG danh mục enable cũng là B luôn. Rồi các ô, các nút thêm sửa xóa. Các ô tag thì ngược lại, chúng ta sẽ đặt read only. Tên. Cái lớp của chúng ta ở đây nó sẽ ngược lại với cái lớp kia, bởi vì cái kia sáng thì cái này phải mờ, cho nên nó sẽ là not B. Còn hai cái OPT của chúng ta cũng thế, đó là radio button thì chúng ta cũng đặt enable bằng not B, giống như cái combo box của chúng ta. Rồi như vậy là chúng ta đã làm xong được phần này. À còn hai nút nữa là nút ghi và nút không, phần này cũng là not B luôn. Rồi đến cái thủ tục thứ hai là thủ tục xóa trắng. Xóa trắng các ô tách. Khi mà chúng ta xóa trắng thì chúng ta sẽ xóa các ô tách đi. Rồi.
Đây nào. Ở đây chúng ta khai báo thư viện này để sử dụng tư vấn. Nào, chúng ta sẽ khai báo đầu tiên là chúng ta sẽ khai báo một cái biến SQL connection. Tiếp tiếp là các data adapter. Thì ở đây chúng ta có 3 data adapter. Thứ nhất là cái data cho lớp. Thì chúng ta sẽ đặt hai cái data adapter khác nhau nhé, đừng đặt giống nhau nhé. Một cái lớp này, một cái là DA sinh viên này, một cái là DA lớp chọn này. Chúng ta đặt riêng ba cái ra thì tương đương như vậy, chúng ta sẽ có 3 cái data table. Khai báo biến string SQL rộng. Đó là những cái khai báo ban đầu. Chút nữa chúng ta sẽ khai báo những cái khác nữa. Khi nào cần dùng đến cái gì chúng ta sẽ khai báo cái đó. Chứ khai báo ở đây nhiều lúc các bạn không hiểu là tại sao lại phải khai báo. Được chưa nào? Đầu tiên là khi mà chúng ta làm là chúng ta chạy này, chúng ta sẽ kết nối các dữ liệu đã. Kết nối. Cái này ở đâu ra thì các bạn xem lại cái video hôm trước nhá. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành, đầu tiên là chúng ta sẽ tìm nguồn, như vậy là tìm nguồn có lớp hay không. Vậy các bạn khai báo thầy thêm một cái biến string mã lớp để biết là chúng ta có tìm theo lớp hay không. Bây giờ chúng ta sẽ viết, thứ nhất là chúng ta sẽ viết một thủ tục lấy nguồn. Thứ nhất là lấy nguồn cho combo box nhé. Lấy nguồn cho combo này thì chúng ta sẽ hai combo, như vậy chúng ta sẽ viết hai thủ tục lấy nguồn. Public void lấy nguồn lớp nguồn lớp này thì SQL sẽ bằng select sao from tên bảng của chúng ta. Thì các bạn lưu ý nhá, tên bảng ở đây là gì các bạn viết theo thế nhá, đây là lớp nhá, thì chúng ta phải viết theo đúng như thế. Lớp này rồi, DA lớp sẽ bằng news data connection, cái này dùng để liên kết đến cơ sở dữ liệu này. Sau đó chúng ta sẽ đưa dữ liệu về data table, fill nó vào. Sau đó chúng ta đưa vào combo cblob.datasource và dtlob. Rồi cblob.display. Các bạn lưu ý nhé, là các bạn hay bị nhầm ở chỗ là cái từ display và cái từ value. Display các bạn dịch ra là hiển thị, nghĩa là thành phần hiển thị. Thì luôn luôn mình muốn nhìn là mình nhìn cái tên, chứ không có ai muốn nhìn cái mã cả. Cái mà mình muốn làm việc thì là cái mã, thì nó sẽ là value, tức là giá trị, thì sẽ là mã, mã lớp đó. Tương tự như vậy chúng ta lấy luôn cho cái nguồn lớp chọn, tương tự như vậy nhưng mà chỉ khác cái này thôi. Chúng ta dùng Ctrl cách để mở cái hộp thoại dưới này ra. Rồi, trên này chúng ta sẽ làm sao, chúng ta sẽ gọi nguồn, lấy nguồn lớp này, lấy nguồn lớp chọn này, đồng thời chúng ta khóa cái này lại, khóa lại, có khóa. Bây giờ chúng ta sẽ thực thi cái bài này nhá. Thì chúng ta mở lại bài sinh viên này, hồ sơ này, chúng ta sẽ viết lệnh FRM sinh viên. Nhiều người quên lúc viết lệnh lúc chạy mà tại sao của em không hiển thị ra. Muốn hiển thị ra thì phải cho nó chứ. Rồi, lưu lại này, chúng ta chạy này. Đó, quản lý sinh viên này. Đây, các bạn nhìn này, cái này chúng ta khóa thì bằng chu cho nên là nó sẽ sáng, còn cái này chúng ta ngược lại với chu nó sẽ mờ đi. Thì bạn nhìn cái này sẽ mờ này, các ô tách chúng ta sẽ không chỉnh sửa được này, các cái nút này sẽ bị khóa này. Đó, bây giờ chúng ta sẽ làm thủ tục là khi mà chúng ta bấm chuột chọn một lớp ở đấy thì sẽ hiển thị sinh viên xuống dưới cái data grid này. Vậy chúng ta sẽ viết lại bước thứ hai là chúng ta sẽ viết lấy nguồn, lấy nguồn cho DG danh mục rồi nào, sinh viên. Hiện tại thì thầy đang làm theo hình thức là lấy nguồn tất cả, còn nếu không nhé, các bạn có thể làm thầy một cái nút nữa đây, các
các bạn lạc thêm một cái nút ở đây nữa thì nó ví dụ như đây là toàn bộ, tức là khi mà chúng ta bấm vào đây thì sao, thì chúng ta sẽ hiển thị toàn bộ danh sách sinh viên có trong cơ sở dữ liệu lên đó. Còn nếu mà chọn vào đây thì nó sẽ chọn theo lớp. Nào, như vậy chúng ta sẽ bổ sung cái nút này vào nhau. Ví dụ khi bấm toàn bộ này và khi chọn vào đây là sẽ khác nhau. Vậy thì trong cái sự kiện lấy nguồn này, chúng ta sẽ kiểm tra là nếu như mà chúng ta truyền mã lớp vào thì sẽ lọc theo lớp, còn nếu mà không truyền mã lớp vào thì sẽ lấy tất cả. Vậy chúng ta có thể có một cái câu kiểm tra nếu mã lớp bằng rỗng, tức là chúng ta lấy tất thì câu truy vấn của chúng ta sẽ là select sao from sinh viên. Ngược lại thì câu truy vấn của chúng ta sẽ là select sao from sinh viên where mã lớp bằng cái mã lớp mà chúng ta truyền vào. Đó, đây là cách viết để các bạn hiểu. Còn thực tế nhé, chúng ta còn một cách viết nữa, chúng ta có thể viết thế này. Chúng ta viết câu truy vấn thế này. Select sao from sinh viên. Sau chúng ta kiểm tra là nếu mà mã lớp khác rỗng thì SQL sẽ bằng cái SQL trên cộng với lại where mã lớp bằng mã lớp. Đó, thì chúng ta dùng cách này cũng được. Đây là hai cách mà chúng ta có thể sử dụng được. Nếu như dùng cách này ấy, thì nó ngắn gọn hơn. Tuy nhiên là để giải thích và để hiểu thì nó khó hơn so với cách ở trên. Do vậy để cho các bạn dễ hiểu, tôi vẫn dùng cách ở trên. Thế nào? DT sinh viên, à quên, DA sinh viên SQL connection DT sinh viên. Sau đó chúng ta gán nó vào. Chúng ta đưa dữ liệu vào cái DG danh mục. Chúng ta đưa công thông báo lên. Có bao nhiêu sinh viên đó. Row count. Vậy chúng ta sẽ gọi lấy nguồn sinh viên. Một là chúng ta có thể gọi trực tiếp trên form load này luôn cũng được. Ví dụ như là chúng ta gán này, mã lớp bằng rộng. Sau chúng ta gọi lấy nguồn sinh viên. Thì lúc này khi mặc định chương trình hiển thị lên thì nó sẽ lấy toàn bộ sinh viên. Hai nữa là chúng ta có thể ấn vào chọn lớp này. Đây là thủ tục là hiển thị sinh viên. Khi chọn lớp thì chúng ta sẽ gán mã lớp bằng là CBO lớp chấm gì ạ, selected value chấm to string. Sau đó mình gọi lấy nguồn sinh viên. Tương tự như vậy đối với cái nút mà chúng ta ấn vào nút toàn bộ này mà hiển thị tất cả lên ấy, thì nó cũng tương tự như thế này, nhưng mà cái điều chúng ta cần làm đó là chúng ta xóa cái mã lớp đi để cho nó trở thành rỗng. Đó, đây là hiển thị sinh viên khi ấn toàn bộ. Rồi tôi chạy thử cho các bạn xem nhé. Đi sinh viên này. Đấy, ban đầu nó sẽ hiển thị hết lên có 70 sinh viên này. Đó. Thế nào bây giờ tôi sẽ chọn một lớp. Đấy, nó sẽ lặp lại có 13 này. 11 này. Đó, 14 này, toàn bộ này là 70 đó. Đó là cái khi mà chúng ta làm chúng ta sẽ. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp một sự kiện là khi chúng ta bấm chuột vào một cái sinh viên nào đó thì thông tin chi tiết nó sẽ được hiển thị ra đây. Đúng không nào? Tức là khi mà chúng ta bấm vào một cái sinh viên nào đó thì chúng ta sẽ hiển thị cái thông tin của sinh viên đó lên. Như vậy chúng ta sẽ viết lệnh như sau. Nếu như các bạn kích đúp vào đây nhé thì nó sẽ là cell content click. Còn chúng ta muốn dùng sự kiện là sử dụng cell mouse click thì các bạn lưu ý là các bạn vào đây nhé, các bạn chọn cái cell mouse click ở dưới này nhé. Đây này, cell mouse click này, các bạn nhớ đây là property này, đây là event này. Thì các bạn chọn vào cái data danh mục này, cell content click. Thì nếu các bạn kích đúp này, các bạn nhìn này, đó, nó sẽ là cell content click. Nhưng nếu mà chúng ta muốn viết cái lệnh thì chúng ta lại phải lựa chọn cái sự kiện là cell mouse click. Chúng ta kích vào đây. Đó, đây là thứ tư là khi kích chuột
vào DG thì hiển thị dữ liệu ra chi tiết đó. Để tránh cái chương trình mà chúng ta bị lỗi thì chúng các bạn trước tôi dạy các bạn một cái ngoại lệ, cái try case để xử lý về ngoại lệ thì các bạn có thể đặt ở đây. Nếu như gặp lỗi thì chúng ta làm gì, chúng ta sẽ hiện một cái câu thông báo lên, mình sẽ báo cho sâu này lỗi. Lỗi đó là lỗi gì thì các bạn cho cái ev này chấm message để biết đó là cái lỗi gì. Thông báo message box button thì chúng ta ấn ok, còn message box icon thì chúng ta có cái câu cảnh báo đây là cái câu lỗi thì nó sẽ error đó, thì khi nào gặp lỗi nó sẽ xử lý báo lỗi ở đây. Còn nếu như các bạn test ban đầu thì có thể chưa viết luôn, nhưng hôm nay tôi sẽ viết luôn cho các bạn. Đầu tiên là bây giờ chúng ta viết lại này, nếu như mà cái đầu tiên là cái đấy nó phải có dữ liệu đã, chấm row count chúng ta phải lớn hơn không đã, tức là cái DG danh mục chúng ta phải lớn hơn không thì chúng ta muốn làm gì thì làm. Cái thứ hai là chúng ta phải chọn nó đã lớn hơn bằng không, chúng ta phải chọn một cái nào đó đã. Các bạn lưu ý nhé, row count tức là số lượng thì nó sẽ đến từ 1, nhưng mà row index thì là chỉ số sẽ tính từ 0, cho nên mọi người có dấu bằng ở đây nhé. Chúng ta khai báo một cái biến data grid view rows bằng DG danh mục chấm rows, lấy cái vị trí đó ra nó chính là e.rowindex. À, ở đây chúng ta sẽ liên quan đến cái việc như hôm trước tôi nói với các bạn, đó là cái việc là chúng ta sẽ lưu lại cái vị trí để khi mà chúng ta ấn không nó quay lại, đúng không? Như vậy tôi sẽ copy cái này, tôi khai báo một cái biến vị trí để tôi lưu cái vị trí này lại. Rồi, ở đây tôi sẽ gắn vị trí bằng e này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đưa thông tin ra nhé. Chúng ta sẽ đưa thông tin ra như sau. Nó sẽ đưa ra các cái ô tách, ô tách tên mã sinh viên chấm tách sẽ bằng rows chấm ô trường thứ nhất values chấm to string. Rồi, chúng ta có bao nhiêu ô tách thì chúng ta sẽ copy lại. Việc viết này nó mất thời gian lắm. Tên họ tên này, rồi ngày sinh này, rồi số điện thoại này, rồi địa chỉ này. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải xem ở chỉ số nó là cái gì đã. Mã sinh viên là 0 này, mã lớp là 1, họ tên sẽ là 2, ngày sinh sẽ là 3, giới tính là 4, điện thoại là 5 và địa chỉ là 6. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ làm đến các phần còn lại, đấy là cái CVO lớp này, lớp chọn này. Đúng không nào? CVO lớp chọn của chúng ta sẽ selected value bằng, cũng tương tự như vậy thôi, không có gì khác cả, nhưng mà chúng ta sẽ đưa cái 1 vào, rồi đến cái ngày sinh của chúng ta thì cái ngày sinh của chúng ta thì lại hơi khác một chút, đó là chúng ta cần phải đưa ra cái, nó là kiểu ngày tháng, nếu mà đưa thế này thì nó sẽ có cả giờ. Tôi chạy thử cho các bạn xem nhé, thì để tôi xử lý các bạn nhìn nó rõ hơn, để kể cả cái option cũng thế, tôi sẽ chưa xử lý bộ, tôi cho các bạn xem ngày sinh trước đã. Đây các bạn nhìn ngày sinh này, nó có thêm cái phần này này, và tôi không muốn nó hiển thị cái phần này nữa mà tôi muốn chỉ hiển thị cái ngày thôi, thì tôi sẽ phải đưa cái giá trị đó về kiểu ngày tháng. Vậy tôi sẽ khai báo một cái biến date time dt ngày sinh chẳng hạn, thì cái ngày sinh này của chúng ta sẽ gắn cái giá trị của cái gì, của cái value này lại đó. Sau đó chỗ này thì chúng ta mới gắn cái dt ngày sinh nó ra, và chúng ta định dạng dữ liệu ở đây là kiểu ngày ngày, tháng tháng, năm năm. Đó, bây giờ mình chạy này. Lúc này khi chúng ta bấm vào thì cái ngày sinh nó sẽ mất đi cái phần giờ, nó sẽ không hiển thị phần giờ nữa. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Kế đó là chúng ta sẽ làm đến cái phần giới tính. Được chưa nào? Cái giới tính của chúng ta thì chúng ta sẽ phải kiểm tra.
là khi nào thì sẽ hiển thị nam và khi nào sẽ hiển thị nữ. Như vậy chúng ta sẽ kiểm tra là nếu như mà cái trường volume của chúng ta giá trị của cái thứ tư của chúng ta chính là cái giới tính này, 10, 1, 2, 3, 4 này, đó chính là cái giới tính này. Nếu như cái này mà bằng chu thì chúng ta sẽ đưa vào cái opt nam chấm check chu, ngược lại thì ta sẽ đưa cái opt nữ chấm check bằng chu. Tức là boolean passe, tức là chuyển đổi cái dữ liệu này về kiểu chu pho, thì nếu như nó là chu tức là nam, nếu mà pho tức là nữ. Thì các bạn nhìn này, đây. À cái này là 4, chưa sửa lại, xin lỗi, nó là 4, có số không sửa tí nào cả. Đây các bạn nhìn này, đây, à, đây nữ này, nam này. Đó, như vậy là chúng ta đã làm xong được cái phần đưa dữ liệu ra. Kế đó bây chúng ta sẽ làm được cái việc xử lý thêm sửa xóa cái này. Thì thực tế là thêm sửa xóa này nó không khác gì mấy so với cái bài quản lý danh mục, nhưng thôi tôi cũng sẽ hướng dẫn các bạn. Trước hết là chúng ta để thêm sửa xóa, chúng ta cần khai báo thêm hai biến nữa. Một là chúng ta khai báo thêm một cái biến boolean kiểm tra thêm. Và chúng ta khai báo thêm một cái biến mã cũ để lưu cái mã cần sửa vào. Được chưa nào? Như vậy là chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành đến các nút lệnh. Thì đầu tiên chúng ta nói đến nút thêm nhé. Khi chúng ta dùng nút thêm này, khi chúng ta dùng nút thêm chúng ta làm gì? Đầu tiên là chúng ta sẽ xóa trắng các cái dữ liệu đi này. Thứ hai là chúng ta gán kiểm tra thêm bằng chu để cho tí nữa mình dùng nút ghi, cái này tôi nói hôm trước rồi. Thứ ba là chúng ta mở khóa nó ra, không khóa nữa, for. Sau đó ta đưa con trỏ nhảy về cái mã sinh viên để cho phép người dùng có thể nhập. Đây là chúng ta sẽ dùng nút thêm sửa xóa, như vậy đây là 5 thêm. Bây giờ sửa hai nút này nó gần giống nhau, tôi làm luôn. Sửa thì các bạn lưu ý nhé, là các bạn chỉ sửa khi có sinh viên, nghĩa là các bạn sẽ phải sử dụng trường là nếu như mã sinh viên mà chúng ta không có các bạn return luôn nhé, thoát ra ngoài. Còn nếu có thì chúng ta sẽ lấy cái mã cũ, sẽ bằng cái tt mã sinh viên chấm tách để sau này mình dùng các lệnh update thì mình còn biết mình where cái gì. Rồi kiểm tra thêm bằng for, khóa mở for và cũng đưa con trò nhảy về đây. Đó, như các bạn nhìn ở đây, thêm xóa nào, con nào thêm xóa do mình chưa viết thì tôi sẽ ưu tiên với viết nút không trước, đấy là cái thói quen của thầy hay viết như vậy. Còn tí nữa mình sẽ làm hai nút này sau, không ghi này, đúng không nào? Khi mà chúng ta không ghi thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ nhảy về cái giá trị cũ, đúng không? Nào, chúng ta sẽ làm gì nào? Đầu tiên là chúng ta sẽ nhảy về, các bạn đưa cái này về cái xử lý try kết đi, để nếu như có lỗi thì nó sẽ báo cho chúng ta biết. Rồi, try kết này. Đầu tiên là chúng ta sẽ đặt cái khóa mở khóa lại. Sau đó chúng ta dùng gọi cái sự kiện là DG danh mục cell mouse click truyền về. Sender thì giống nhau, nhưng cái này chúng ta không truyền cái E mà chúng ta sẽ truyền cái vị trí mà chúng ta đã lưu trước đó về đây. Đó, nếu có lỗi thì nó sẽ báo. Trong trường hợp này thì đây, khi mà chúng ta chạy này, sinh viên này, đưa bên thêm sinh viên mới này, đó, nó sẽ cho phép chúng ta nhập dữ liệu. Như nào?
không này, đó, nó sẽ quay trở về sinh viên này. Hay là nếu mà chúng ta sửa, đó, thì nó sẽ cho phép chúng ta chỉnh sửa các thông tin ở đây. Đó, không, đó là các nút sửa xóa. Bây giờ mình làm lên nút ghi, đây có lẽ là nút được coi là khó nhất trong bài tập. Thế nào? Là khi mà chúng ta thực hiện ghi chúng ta sẽ làm gì? Thì thực hiện ghi thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải kiểm tra dữ liệu. Đây là cái mức cơ bản rồi. Lúc hôm nào tôi cũng dạy các bạn là tôi cũng phải dạy các bạn là thứ nhất là kiểm tra dữ liệu này. Kiểm tra dữ liệu hợp lệ này. Thì đầu tiên là chúng ta phải biết rằng là gì? Là mã và tên thì không được rỗng. Đó là cái yêu cầu tiên quyết mà chúng ta sẽ không thể làm khác được. Do vậy chúng ta sẽ phải kiểm tra rỗng đầu tiên. Được chưa nào? Vậy chúng ta kiểm tra rỗng này, nếu như mà cái mã sinh viên mà chưa nhập thì chúng ta sẽ thông báo. Hôm nay ta sẽ viết thông báo đầy đủ cho các bạn. Chúng ta hiện một thông báo lên. Đây. Dùng luôn câu này cũng được. Nhưng mà các bạn đổi cái câu thông báo này đi. Chưa nhập mã. Mã như thế nào thì các bạn có thể thông báo dài lên. Tôi sẽ viết thế này thôi. Cái này là cảnh báo, chúng ta dừng được một cái exclamation cho. Đó. Sau đó chúng ta sẽ làm sao? Đưa con trò trở đến vị trí đó. Và chúng ta sẽ return để chúng ta thoát khỏi cái sự kiện này. Tương tự như vậy, để kiểm tra rỗng thì chúng ta cần phải kiểm tra cái gì nữa? Cho cái tên 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 nữa, họ tên nữa. Họ tên thì chúng ta cũng phải kiểm tra. Rồi, đó là kiểm tra về mặt rỗng. Bây giờ chúng ta phải kiểm tra tiếp, đó là kiểm tra về kiểu ngày tháng. Để xem cái ngày tháng chúng ta nhập có đúng hay không, chúng ta khai báo thêm một cái biến date time đi. Date time này các bạn viết là dtest đi để biết rằng là mình sẽ kiểm tra cái này. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ kiểm tra xem là kiểu dữ liệu ngày có phải là ngày nhập vào ngày sinh ấy, có phải ngày tháng hay không. Nhưng mà trước hết thì ra là nếu như mà ngày sinh có nhập đã, nếu nó không nhập thì chúng ta chẳng cần phải kiểm tra làm gì cả. Đó. Nếu như có nhập thì chúng ta có một cái hàm kiểm tra ngày tháng như sau: date time chấm try extract, lấy từ đâu, lấy từ tên ngày sinh. Kiểu dữ liệu trên máy của tôi đang để là ngày ngày tháng tháng năm năm. Format không có định dạng gì. Date time style style của chúng ta đây à, các bạn khai báo cái thư viện này lên cho thầy mỗi lần dùng thì nó nhanh. Khai báo cái thư viện này đây để chúng ta dùng cái hàm datetime style ở đây đỡ phải rất dài dòng thế này. Chúng ta đưa ra đâu, đưa vào cái đề cái mà chúng ta vừa khai báo, đó là cái đề test. Nếu như mà câu này bằng for, tức là nếu như trường hợp mà cái này xảy ra, tức là cái dữ liệu chúng ta nhập vào nó không phải ngày tháng, thì chúng ta sẽ hiện một câu thông báo lên là nhập sai kiểu ngày. Đó, để cho người dùng biết là họ cần phải nhập lại cái kiểu ngày tháng. Rồi, tiếp sau khi kiểm tra dữ liệu thành công thì chúng ta cần phải kiểm tra trùng dữ liệu. Kiểm tra trùng dữ liệu, trùng mã. Thì chúng ta sẽ xây dựng hai thủ tục kiểm tra trùng ở đây. Thứ nhất là chúng ta sẽ xây dựng một cái hàm kiểm tra trùng đối với gì? Thêm, và một cái nữa là chúng ta kiểm tra trùng xóa. Thì thực ra cái này là lẽ ra ban đầu là tôi định viết vào cái module, nhưng mà bây giờ tôi đang muốn phân tách giá trị cho các bạn nên bài nào tôi cũng viết. Thì các bạn lưu ý nhá, rồi tôi sẽ khai báo thêm hai cái biến DADT nữa để kiểm tra chung. DA này, DT này. Rồi, bây giờ mình sẽ viết một cái hàm kiểm tra chung này. Public trả lại kiểu đúng sai, vậy là boolean kiểm tra
trùng thêm. Ta truyền cái mã cần kiểm tra vào đây để tí nữa làm. Câu kiểm tra này thì nó cũng tương tự như câu truy vấn mà chúng ta làm thôi. SQL select sao from sinh viên trùng thêm, cho nên mình sẽ kiểm tra là cái mã đó đã có hay chưa thôi, đơn giản thôi. Cái mã nhập này đã là có hay chưa thôi. Rồi DA DT tất cả, thầy không muốn viết theo dạng khác, thầy đang viết theo một dạng chuẩn, cho nên các bạn lưu ý là thầy đang viết theo một dạng chuẩn nhé. Rồi chúng ta sẽ kiểm tra là nếu như mà cái dt.rows mà lớn hơn không, tức là cái này thì chúng ta sẽ có như vậy, chúng ta sẽ return là đã tồn tại, ngược lại thì chúng ta sẽ return là chưa tồn tại. Đó, trùng xóa thì chúng ta cũng viết tương tự như vậy thôi, cũng không có cái gì khác cả. À, trùng sửa thì chúng ta viết thế, nhưng mà chúng ta sẽ thay đổi câu truy vấn SQL thôi. Câu truy vấn SQL của chúng ta thì sẽ có hai cái điều kiện. Thứ nhất là bằng cái đó và cái mã sinh viên nó sẽ phải gì khác so với cái gì, cái mã cũ mà chúng ta đã lưu trước đó. Bởi vì nếu như người ta giữ nguyên cái mã đó thì người ta vẫn được phép cập nhật đó, thì nó chỉ thêm một cái đoạn này vào thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra này. Chúng ta sẽ kiểm tra là nếu như mà thêm, nếu mà kiểm tra thêm bằng chung nào, thì chúng ta sẽ kiểm tra ở đây, nếu kiểm tra trùng thêm của cái txt mã sinh viên của chúng ta mà bằng chung đó, thì chúng ta sẽ lại thông báo thôi, nhập trùng mã. À, và mã đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu. Rồi, tương tự như vậy, cái này thế chúng ta cũng viết tương tự như vậy, nhưng mà chúng ta sẽ dùng là trùng sửa. Rồi, sau khi kiểm tra trùng thêm, trùng sửa xong thì chúng ta sẽ đọc dữ liệu của ngày. Đối với bài này thì nó có phần thêm phần này nhé, đọc dữ liệu kiểu ngày tháng này. Nếu mà không có thì chúng ta tính sau, nhưng mà đây chúng ta có, cho nên là chúng ta phải đưa nó vào. Chúng ta dùng một cái biến string dt ngày sinh. Rồi, khoảng rỗng này. Và chúng ta kiểm tra là nếu như chúng ta có nhập ngày sinh, có nhập thì chúng ta mới làm nhé, còn nếu không nhập thì cái kia vẫn bằng rỗng nhé. Đấy, nó có một cái điểm là nếu như nhập thì chúng ta mới kiểm tra, chúng ta không nhập thì thôi. Chúng ta khai báo một cái biến date time vừa nãy là đi test, nó dùng luôn đi, sẽ bằng date time chấm passe chuyển đổi dữ liệu kiểu ngày sinh về kiểu ngày tháng, sau đó cái dt ngày sinh của chúng ta sẽ bằng dtest.toString. Chúng ta đang muốn nhập theo dữ liệu kiểu gì, ngày ngày tháng tháng năm năm, cho nên là chúng ta sẽ đặt cái giá trị ở đây. Ok, bây giờ chúng ta thực hiện ghi nhá, thực hiện ghi này. Thì thực hiện ghi này thì chúng ta phải lưu ý chúng ta có hai câu lệnh truy vấn, đó là câu lệnh truy vấn thêm insert nếu mà kiểm tra thêm bằng true. Thì câu truy vấn của chúng ta sẽ là insert ngược lại, thì câu truy vấn của chúng ta sẽ là update. Rồi bây giờ cái vấn đề là chúng ta cần phải viết câu lệnh này như thế nào. Đây là cái mà tôi thấy là nhiều người viết đến bây giờ viết nó vẫn cứ hơi lẫn lẫn. Thì đầu tiên các bạn có thể viết vắn tắt, là các bạn có thể viết nguyên văn lại câu lệnh tu sinh viên, cứ liệt kê hết tất cả trường ra, mã sinh viên, mã lớp, họ tên,
ngày sinh, giới tính, số điện thoại, địa chỉ. Sau đó các bạn copy cái này vào list để hết đây. Nếu như kiểu dữ liệu nào là chuỗi thì các bạn chọn N vào đây. Ngày sinh của chúng ta là kiểu ngày tháng, cho nên chỉ để vào dấu nháy đơn thôi. Giới tính của chúng ta thì sẽ là 1 hoặc 0, các bạn chỉ cho 1 ở đây thôi. Số điện thoại của chúng ta là kiểu chuỗi. Địa chỉ của chúng ta là kiểu chuỗi. Rồi. Như hôm trước tôi đã nói các bạn rồi, TXT mã sinh viên đã thay bằng cái gì? Bằng TXT mã sinh viên, các bạn nhìn nhé. Hôm trước cái quy tắc thay tôi đã dạy các bạn nhé. Không biết các bạn còn nhớ không? Tôi sẽ viết lại quy tắc thay ở đây nhé. Chỗ là gì? Mã sinh viên sẽ thay bằng gì? TXT mã sinh viên chấm tách. Đó nào. Kế đó chúng ta nối chuỗi mã sinh viên thì sẽ bằng gì? Nháy để nối cái chuỗi này cộng với lại nó. Chúng ta cứ dựa theo cái nguyên tắc này thôi. Các bạn lưu ý nhé, là cái khoảng cách này không được để rỗng nhé, vì rõ ràng cái mã sinh viên chúng ta phải viết liền, cho nên là tất cả khoảng cách này các bạn không được có dấu cách ở đây, không được cách ở đây ra nhé. Rồi các bạn nhìn này, ví dụ như là trường hợp tôi đưa cái này vào này, mã sinh viên này, đấy, câu lệnh nó sẽ không bị lỗi à. Mã lớp này cũng thế, tôi đưa vào, nhưng cái này tôi sẽ thay thế cái mã lớp này bằng cái điều khiển mà tôi cần đưa vào, đó là chính là CPU lớp, cái lớp chọn chấm selected value chấm to string. Nếu câu lệnh của các bạn dài quá thì các bạn có thể cắt bớt câu lệnh bằng cách các bạn đến những cái dấu cộng này, các bạn có thể xuống dòng để cho nó tránh cái tình trạng nó dài quá, nhìn nó khó. Họ tên cũng vậy, ngày sinh cũng thế, bởi cái giới tính này thì nó khác một chút, số điện thoại cũng vậy, địa chỉ cũng thế. Thì tôi sẽ tách ra nhé, họ tên này, tách họ tên này lại xuống dòng này. Họ tên rồi đến ngày sinh. Ngày sinh của chúng ta thì chúng ta gán ở đâu rồi? Ở trên, nó là cái DT. DT ngày sinh. Đó chính là cái DT ngày sinh của chúng ta. Cái này là 1 hay 0 thì chúng ta cần phải xử lý. Cứ làm cái này sẽ đã. Tôi số điện thoại này, DT địa chỉ này. Rồi cái này là kiểm tra nó là 1 hay 0 thì các bạn lưu ý nhá, 1 hay 0 thì chúng ta cần phải nối cái chuỗi này lại. Rồi chúng ta sẽ kiểm tra này, là khi nào sẽ là 1, khi nào sẽ là 0. Thì khi mà cái gì? Khi mà cái OPT nam của chúng ta mà check bằng true thì chúng ta sẽ ra giá trị 1, ngược lại thì chúng ta sẽ đưa giá trị 0. Đó, đây chính là một câu lệnh IIX mà các bạn đã từng gặp ở rất nhiều môi trường. Thì sang bên Excel chúng ta đây chúng ta sẽ viết thế này. Nếu như check này, bây giờ tương tự như vậy chúng ta làm với câu truy vấn update thôi, update sinh viên set mã sinh viên bằng mã sinh viên phải họ tên bằng họ tên, ngày sinh bằng ngày sinh, giới tính bằng 1, số điện thoại bằng số điện thoại, địa chỉ bằng que, mã sinh viên bằng mã cũ. Thế đây là câu truy vấn mà chúng ta viết chuẩn. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt thay thế các cái giá trị này. Mã cũ này thì chúng ta sẽ đưa nó vào thôi. Đó, nó chính là cái biến mã cũ của chúng ta. Rồi nào, mã sinh viên thì chúng ta thay bằng cái gì? Đấy, mã sinh viên thay bằng cái này, các bạn cứ lấy y nguyên thôi. Thay bằng cái này, họ tên, thay bằng TXT họ tên. Câu lệnh dài quá thì mình lại xuống dòng. Cái này sẽ thay bằng DT ngày sinh. Thế này chúng ta xuống dòng này. Giới tính thay bằng gì? Lại chúng ta lại đưa cái câu truy vấn ở trên kia vào. Đây, câu truy vấn ở đây. Ta lấy luôn thằng này. Số điện thoại. Số này thì sao? À mình viết hai lần, mình lại đây lại copy cả hai. Xin lỗi nha các bạn, xóa để một thôi. Chết chết, mình không để ý, mình copy nhanh quá.
Lẽ ra vừa nãy mình phải bôi đen cả cái nháy đơn, mình không bôi cái nháy đơn mà mình lại chỉ bôi cái tên không, thành ra nó bị lỗi. Đây, lẽ ra mình phải bôi cả cái này. Tức là từ cái nháy này đến cái nháy này. Đó, mình phải bôi cả cái này mới đúng. Đấy. Như vậy là chúng ta viết xong được hai câu truy vấn. Để các bạn cứ dựa theo cái nguyên tắc chuyển đổi này là các bạn có thể làm được thôi. Rồi, chúng ta sẽ kiểm tra là nếu như mà cái connection chấm state mà chưa mở thì mình sẽ mở nó ra. Nếu đang nóng thì mình mở nó ra. SQL command. Tức là chúng ta sẽ truyền cái câu tham số này vào để thực hiện cái việc ghi. Đây nào, sau đó chúng ta thực hiện ghi cmd.sq. Các bạn lưu ý các bạn tìm đúng cái sq năm enquiry nhé. Các bạn nhiều lúc các bạn toàn bị nhầm thôi. Các bạn nhiều lúc bạn nhầm luôn là cái n sq này cơ, nó là sq luôn nhé. Đó, thực hiện ghi này. Sau khi ghi xong thì mình sẽ đóng các cái dữ liệu lại, khóa lại này, xóa trắng cái dữ liệu đi để lấy một cái nguồn dữ liệu mới, lấy nguồn sinh viên. Ở chỗ này các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái sự kiện các bạn lấy cái dg click vào đây để các bạn đưa vào cũng được, nhưng mà thôi tôi cũng chưa muốn làm như thế. Bây giờ chúng ta chạy này. Lấy sinh viên này, ví dụ như là chúng ta chọn là CN1, chúng ta sẽ thêm một người mới vào, SV03 Nguyễn. Văn cùng ngày sinh 18 tháng 11 năm 2000, là nam, số điện thoại không có, nơi sinh Hà Nội. Chúng ta thử ghi lại xem. Ni. Chúng ta quên từ que đây à? Biết thế nào mà có một cái từ que mà cũng quên mất rồi nào? Oh, sorry. Này sinh bị lỗi à? À, cái ngày sinh này của chúng ta đúng rồi, tôi quên mất là trong truy vấn SQL Server này thì nó sẽ chuyển đổi cái dữ liệu của chúng ta là kiểu tháng trước ngày sau, cho nên là chúng ta không đặt thế này được, chúng ta phải đặt tháng trước ngày sau. Sai lầm. Chúng ta nhập thì là ngày trước tháng sau, chỉ mà chuyển đổi thì nó phải thành tháng trước ngày sau để câu truy vấn nó hiểu được. Rồi. Đây. Đó. Sửa này. Sinh lẻ 1 này. Ghi này. Thì đấy. Đây là cái tội copy đây. Khác rồi. Rồi. Chỉ lỗi một chút về cái copy. Khi mà mình copy thì bị lỗi. Rồi, còn nút xóa, chúng ta sẽ làm nút xóa này. Nút xóa này thì tôi nghĩ là nó giống bài kia, nhưng mà thôi đã chót làm thì chúng ta làm nốt nhá. Nút xóa này chúng ta cũng làm. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải kiểm tra giống như nút sửa thôi. Chúng ta sẽ không cho phép xóa khi mà gì? Khi mà chúng ta chưa có. Như vậy chúng ta sẽ kiểm tra là nếu mà cái tên mã sinh viên chấm text và bằng rỗng thì đơn giản thôi, return phát ra. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện hỏi một câu lệnh là gì, bạn có xóa không, đúng không nào? Chúng ta bắt đầu đặt một câu hỏi trước.
Nếu như ta đồng ý xóa thì mình mới xóa, nhưng mà chúng ta dùng cái dialog. Dialog sẽ bằng câu truy vấn, chúng ta sẽ hỏi người ta. messagebox.show bạn có xóa sinh viên. Muốn biết người ta xóa cái gì ấy, thì các bạn nên đưa cái họ tên vào để cho người ta biết. Thì là cái tên, họ tên nó sẽ nằm trên cái phần họ tên này luôn này. Không xóa. Cái message box này của chúng ta sẽ đặt cái giá trị hỏi, cho nên nó sẽ đặt là yes no. Mà đây là câu hỏi, cho nên là chúng ta sẽ đưa cái message box icon này, nó là question, để cho nó là một hình dạng câu hỏi. Nào, sau đó chúng ta kiểm tra là nếu như mà cái kết quả của chúng ta mà bằng dialog result mà trả lời, người ta trả lời là gì? Có, tôi có xóa. Thì khi đó mình sẽ thực hiện cái việc xóa này. Được nào, thì cái thực hiện việc xóa thì chúng ta sẽ dùng câu truy vấn như sau. Delete from sinh viên, where mã sinh viên sẽ bằng cái mã sinh viên mà chúng ta đang chọn ở trên này. Đó, được chưa nào? Mà tương tự như vậy chúng ta sẽ thực hiện câu truy vấn này thôi. Chúng ta lại dùng SQL comment. Kiểm tra cái tình trạng của thằng này đã. Sau đó chúng ta thực hiện thôi, thực hiện câu lệnh xóa này. Sau khi chúng ta xóa xong thì chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta sẽ xóa trắng các cái ô tách đi, bởi vì chúng ta xóa rồi, và chúng ta gọi lại lấy nguồn sinh viên lại. Đó, bây giờ sẽ thử này, và lấy sinh viên, chọn vào sinh viên cuối cùng, xóa đi, no, xóa đi, yes. Như vậy là chúng ta đã xóa cái sinh viên đó đi rồi. Đó là toàn bộ về cái bài về quản lý sinh viên của chúng ta.